Cái em đọc là mình ghi được chưa? Thì có khi đi thay đổi thì mình được ghi lại. Thì ghi đọc là phải chú đọc nhanh. Đấy tôi bỏ chú làm đấy. Như này mới nhanh. Tôi chậm chú này chú làm. Là một tí này chú nó giấy thế tiện. Thế là rất nhanh. Nhưng nghe cần thì cần. Để nó đi xuống nhé. Để em thấy cái kìm nó đi nhé đi. Mút kim thì không đẩy được nữa rồi thì mới lên. Vâng. C3 cũng thế này. Để bên cạnh cuộc sống nhé. Vâng. Đấy, cũng thế. Nó sát cuộc sống thì không thể vào sâu được. Đấy. Vâng. C7. Đấy. Vâng. Kiên ngung. C7 thì nối với kiên ngung. Kiên ngung tí nhu. Đúng rồi. Cuối liệt thì mình làm kim dài. Nếu mà chỉ đau mới để tê thì mình phải làm kim ngắn được. Vâng. Nhưng mà cái này kim dài là muốn để cho khi nó đi chuyển dài. Vâng. Có thể làm khúc chỉ được nhưng mà thôi nên để rét làm này thôi. Tí nhu là cũng là tốt rồi. Đây, đến đây rồi. Vâng. Tí nhu. Để khúc chỉ chuyển chỗ này là mình lấy cái đường này mình nối nhé. Vâng. Nối giữa cái kinh ngoại đại quan. Trường. Đấy ngoại quan thì đây mình nối lên. Vâng. Ngoại quan thì nó chỉ đến đây thôi này. Vâng. Đây là nó đi gọt vào trong nách. Vâng. Nhưng mà đến đây cái thì mình lái ra một cái thì nó lái ra ngoài này thì nó lại nối lên đại trường. Đấy, vâng. Đây, vâng. Đây nó có cái kỹ thuật này. Đấy. Thế của cô khúc chỉ đến đây. Vâng. Thế nhưng mà lại bảo đến chỗ này được sao? Tay cô rũi ra chưa? Để thầy cầm cứng này. Vâng. Lùi được. Thế nhưng mà cái việc lạc trầm, ngày xưa trong sách chưa chưa biết đâu. Vâng. Lạc trầm từ ngày xưa mình không dám làm. Em cho cái ngàn đó. Lạc trầm nó giữa các đốt bàn. 4 năm. Ừ. Tất cả. Tất cả. Mai đi trầm cô mua thêm kim ngắn nhé. 4 năm. Kim mới ạ. Kim ngắn. Nhé. Vâng. Em tìm đúng chỗ nhé. Đúng vâng. Chỗ nó có lỗ. Đấy nó mà. Đấy nó xuống đến bàn tay này. Đấy mình, trong này mình lái. Đây này. Đấy. Đấy. Đây này. Lái cái thì đây này. Chỗ này. Chứ để tay đây thì nó rưỡi ra. Vâng. Đấy, đúng không? Nhưng mà nếu mà không châm bệnh này mình lôi ra thì bệnh nhân đau. Vâng. Bây giờ đây nhé, cái này là giữa 2 và 3 này. Vâng. Nó có cái lỗ này. Vâng. Nhưng mình lấy con tay mình tìm trước. Vâng. Đấy. Thế là đấy, mình đưa vào thì bệnh nhân không biết. Đấy, đây. Vâng. Rồi vào đây cái này rụi nó tự. Mềm luôn, nó rụi. Đấy, hay không? Vâng. Mình không học, không đọc thì đây nhé. Và chú đẩy mà xem. Vâng. Chú đẩy xuống đi, chưa đến đâu. Vâng. Đấy, nó đẩy thích lắm, êm vâng, lắm, vâng, đúng rất là êm, mút. Vâng. Nếu mà mình thấy nó vướng thì bệnh nhân sẽ đau. Vâng. Cái này thì bệnh nhân hợp cốc thì không phải làm. Cũng thế nhé. Vâng. Đây này, lấy lên con tay tìm nhé. Đấy, vâng. Đấy, chỗ đẩy đi. Vâng. Đúng không? Vâng. Tay mình thích lắm, mà vâng. Bệnh nhân không đau. Vâng. Đấy. Vâng. Đấy, nó mềm ra cô. Vâng. Thế thì thường thường cái này thì ta không cần làm bát tà cũng được. Nhưng mà những cái chỗ này nó lại vào đầu lòng bàn tay cho mình làm 2 bát tà. Bát tà thì người ta cứ bảo đau nữa, không đau. Đây nhập vào đây nhé. Không phải ngoài da, phần giữa hai cơ. Đấy. Rồi mình đi thẳng. Hễ mà vướng thì mình phải sửa cái đường của bệnh nhân đau. Đấy. Đấy. Đây chỗ này chia đường. Đấy. Từ từ thôi. Đấy. Và nó tụt hẳn vào. Vâng. Cho chỗ này thì cho lòng bàn tay về cô mình nắm được, mình làm được. Đấy, được rồi. Lấy luôn một vị kim ngắn đây cô nhé. Vâng. Một hộp luôn. Nếu có ngắn cô vâng, luôn. Một hộp thôi. Này, không cần được. Thế này mình cho 5 kim này. 5 kim. 5 cần chân nữa. Dâng lên cửa. Đây này, cái gì này. Cháu đi cùng mấy cô phải. Vậy em lấy cho cái áo đi. Để chú để cho cái chân, chú làm cái chân này. Chân này. Đấy. Thế thường liệt là mình phải làm kim dài. Đấy. Dương lưng tuyển xuống đây là dương dao này. Vâng. Đây là đậm đi bằng quang mà thường đi đôi với nhau.
Cốt luôn bằng quang. Đấy, cốt luôn bằng quang. Thế đây nhé. Về cái chân chú ạ, thế này làm sao bệnh nhân đi được? Vâng. Tức là mình phải làm cho bệnh nhân thẳng lên này. Thì khi bắt đầu chữa mình lại phải từ từ mình nắn cái chân lên. Vâng. Đấy, tôi lấy cái chỗ huyệt giải khê, tôi ghim nó lại để cho nó. Đấy. Định vị trước. Đấy, định vị trước. Đấy. Thế nhé, đấy. Thế đây. Thế điện ngũ hội. Xuống đầm. Đây đục can. Thái sung. Thái sung. Đây một cái hình, đây này, đấy, hình tam giác đẹp không? Vâng. Đấy, đây chú thấy không? Vâng. Cái chân thế này mới đi được chứ, chân nguyên thì sao được. Thế. Được rồi nhé. Chú ấy, cái côn lôn là nó không ngang mà nó lên trên. Không, không, đại cốt chân nó thế. Vâng. Phải ngang. Ngang. Cái chân của cô đề không được. Đấy, như vậy. Ở đằng sau, ở phía trong này đối xứng nó là thái khê. Vâng. Đây là kinh bàng quang để kinh thận. Vâng. Cho nên nhiều khi là người ta có thể tần tòng dương dẫn âm, tức là đưa cái khí thừa của dương đẩy vào đẩy khí âm. Khí âm. Như đây thì không cần. Vâng. Chú ấy, thế còn cái cái huyệt gì? Đây là những chú chuẩn chú lọc rồi, những cái huyệt thì tốt nhất là làm. Cái huyền huyền trung. Huyền trung thì là... Nó là ở trên hay ở dưới này? Huyền trung bên ngoài này này chứ. Tức là nó phải tuyệt bên... cốt. Vâng, nó bên trên chứ không phải là mép không, dưới. Không, không, mép dưới. Đây này, nó cũng đừng đường kinh này. Vâng. Đây là dương lăng tiền này. Vâng. Đây là dương giao này. Thế đây đến sáu thôn thế này là huyền trung. Huyền trung, vâng. Huyền trung hay tuyệt cốt cũng là nó. Huyền trung tuyệt cốt. Chúng ta làm này này. Vâng. Chứ không phải đằng sau. Không phải đằng sau. Nó trên kinh đầm. Vâng, trên kinh đầm. Ừ. Thế là dọc trên cái dương lăng tuyển xuống. Ừ. Qua dương giao. Nhưng biết nhìn thấy thôi chứ cái này là bổ đấy, người tả nữa. Dạ, vâng. Dương lăng kinh nó đi từ trên này. Vâng. Kinh âm thì à, kinh dương thì đi xuống. Đi vâng. Xuống. Kinh âm lại đi lên. Đấy. Thế là mình thấy cho nên đây là bổ. Tại vì thực ra cái chân bệnh nhân là yếu chỗ này. Vâng. Chân bị bổ thì bổ giải khê. Đấy. Giải khê đấy, đấy thấy không? Vâng. Và rồi khi cái chân nó co lại thành 90 độ. Thì rồi, thế. Con rưỡi chân ra đi. Muốn rưỡi ra. Được rồi. Tại vừa rồi cái chân của co nó kéo lên đấy chứ. Được rồi em. Đấy, dừng đường tuyển. Chân tay đi nhỉ. Đấy. Cái này thì mình để tiêm vào một vài huyệt chính thôi. Vâng. Để nó dẫn trên đường kinh nó nuôi cơ thể. Đây thì thường mình hay làm... Khúc chỉ. Khúc chỉ. Ừ. Chỗ nhiều cơ. Nhiều cơ. Vâng. Nó không đau là một. Hai là cái chỗ này các thần kinh mới lại các cơ mạch nó đi nhiều. Ừ. Cho nó.